Chuyến trải nghiệm này thật là vui phải không các bạn? Dưới rất là xanh xanh này. Xin mời các bạn đến thưởng thức món thịt nướng ống tre cộng món cá nướng nhé. Rất là ngon đấy các bạn ạ.
tuyệt vời. Là mình không quên cầm một con dao này để lên đây mình chặt trúc để nhiều thịt. Bây giờ mình sẽ chặt những cái cây sỏi trên là to để nó có cái ống để tăng rộng, có thể nhiều được thật nhiều thịt. Đấy, mình đã chọn được một cây trúc rất là to rồi và mình đã chặt thành công cây trúc rồi. Tre để nướng thịt tuyệt vời, chưa thử cái món này bao giờ. Mình đã chặt được một cây trúc rất là to này, nhiều thịt vào trong đây để nướng nhé. Gác cả cây dài như này chị. Dạ. Đây là cây trúc ở gì? Trúc hay tre? Trúc. Chị đảm bảo là cái cây trúc này thì mình sẽ nhồi thịt vào trong thân nó ở gì? Nướng rất là ngon. Mà chồng nhìn chị thế đi chặt tre này, thanh niên trai tráng có khi phải chạy dài, biết làm sao? Hơi dốc một tí đấy. Bây giờ khi mà tất cả các bạn chúng ta đến đi cái khu vực đẹp
Đúng là trôi mất. Có làm gì đâu. Chia cho em làm cho mấy cái không có gì 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 không có g